Baby Bus. Chào mừng bạn đến trạm cứu hộ động vật. Tôi là Kiki, người cai quản động vật. Hãy dùng máy bay không người lái để tìm xem có con vật nào cần chúng ta giúp đỡ không. Kéo vị trí trung tâm và xác định con vật bị thương. Một bức ảnh sẽ được chụp khi bạn định vị được chúng. Đã tìm thấy một chú hươu sao bị vướng trong bụi gai. Đã tìm thấy một chú chim cánh cụt lắm lem. Đã phát hiện một con nhím khó chịu. Chọn xe tải để đi đón các động vật bị thương. Hối, hối. Đi theo các biểu tượng động vật và bạn sẽ tìm thấy các con vật bị thương. Kéo con vật lên xe tải. Mang chúng về trung tâm cứu hộ để điều trị. Đưa các động vật vào bên trong nơi ở mới. Có dầu tràn trên biển, chim cánh cụt đang bị phủ đầy dầu. Xịt bằng thuốc tẩy. Sau đó, lau sạch bằng khăn tắm. Hãy kiểm tra bên trong người chim cánh cụt. Có quá nhiều vi khuẩn trong dạ dày. Hãy tẩy chúng bằng dụng cụ tiệt trùng. Làm tốt lắm. Chim cánh cụt thích môi trường lạnh. Hãy làm một ít tuyết cho nó. Nhìn kìa, chim cánh cụt mới vui sướng làm sao. Chim cánh cụt thích ăn tôm và cá. Hãy giúp đỡ khám bệnh cho nó. Bây giờ, con vật đã khỏe mạnh, bạn vừa giúp đỡ thêm một con vật nữa đó. Hãy đưa nó về thôi, chim cánh cụt sống ở Nam Cực. Tạm biệt chim cánh cụt. Hươu sao đang chơi trong rừng và tình cờ bị rối vào những dây leo. Hãy gỡ những cái gai trên người nó thật cẩn thận.
Hãy điều trị vết thương. Nhìn kìa, hươu sao có thể chạy lại được rồi. Hươu sao thích ăn cà rốt. Hãy giúp đỡ khám bệnh cho nó. Bây giờ, con vật đã khỏe mạnh. Bạn vừa giúp đỡ thêm một con vật nữa đó. Hãy đưa nó về thôi. Hươu sao thích sống ở trong rừng. Tạm biệt hươu sao. Nhím bị mất hết lông bởi vì nó không khỏe. Bóc vỏ của cây lô hội để làm kem lô hội. Cắt lô hội. Kem lô hội có thể giúp nhím phục hồi những chiếc lông trên người nó. Ôi, những chiếc lông nhím mọc lại rồi. Nhím thích ăn trái cây, rau và côn trùng. Hãy giúp đỡ khám bệnh cho nó. Bây giờ, con vật đã khỏe mạnh. Bạn vừa giúp đỡ thêm một con vật nữa đó. Hãy đưa nó về thôi. Nhím sống trong rừng. Tạm biệt nhím. Dọn sạch chỗ ở để các động vật sống khỏe mạnh. Cùng trang trí chỗ ở nào. Ồ, chỗ này trông thật đẹp. Dọn sạch chỗ ở để các động vật sống khỏe mạnh.
cùng trang trí chỗ ở nào. Ồ, chỗ này trông thật đẹp.